Ông Nguyễn Manh Tung hiện đang là Giám đốc Cục Công nghệ Thông tin và Thống kê Hải quan, Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính. Ông đã góp phần cải thiện hiện đại hóa hải quan, xây dựng và triển khai chiến lược phát triển hải quan Việt Nam. Ngoài ra, ông còn tổ chức triển khai và đưa hệ thống thông quan tự động VNACCS-VCIS đi vào hoạt động chính thức từ ngày 1 tháng 4 năm 2014.